Xin chào quý vị và các bạn. Hiện mình đang ở con đường số 18 và đường số 3 thuộc khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7. Ngày hôm nay mình giới thiệu tới các bạn nền góc hai mặt tiền. Đây là vị trí nền góc các bạn. Nền góc này có tổng diện tích là 137,5m, ngang 7,5m, dài 20m. Hiện chủ nhà đang gửi mình bán với giá là 33 tỷ, còn thương lượng. Mình chia ra là khoảng 240 triệu một mét các bạn. Quy cách xây dựng của nền góc này là mình xây dựng là một hầm, một trệt, hai lầu và một áp mái. Đây là mình quay hình ảnh xung quanh vị trí. Lên này có hướng view hồ như các bạn, một mặt là hướng lên nam và cái mặt hướng view hồ đây của chúng ta là hướng tây. Đây mình quay tới các bạn hình ảnh. Đây là con đường số 3 bao quanh toàn bộ cái hồ sinh thái các bạn. Hướng này là mình đi ra chỗ quán sushi này thì mình đi sẽ đi ra đường Nguyễn Thị Thập. Còn nếu các bạn đi theo trục đường số 18 này thì mình đi cuối đường này mình sẽ ra đường số 5. Còn nếu các bạn rẽ đây là mình ra đường số 20 và trường Việt Úc. Và hướng đường 18 này mình đi ra là ra đường số 1 các bạn. Thẳng đây các bạn đi ra trường Việt Úc và công viên lớn nhất của khu Him Lam. Còn đây mình giới thiệu tới các bạn hình ảnh hồ sinh thái này. Đây là hồ sinh thái trước nền đất. Nếu các bạn quan tâm tới nền này, các bạn vui lòng liên hệ với mình qua số điện thoại 0934 080 888 hoặc 0988 136 639. Nếu các bạn thấy video mình hữu ích, nhớ cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình các bạn. Bây giờ mình sẽ quay lại hình ảnh vị trí nền đất. Đây, bữa trước mình cũng có giới thiệu tới các bạn cái nền nhà phố này. Nền nhà phố này nó cách một căn nhà là tới cái nền góc. Hiện mình giới thiệu luôn tới các bạn. Nền nhà phố đây hiện chủ nhà gửi mình với giá là 230 triệu một mét vuông các bạn. Còn nền góc đây mình giới thiệu tới các bạn nền này, nền chủ nhà gửi mình với giá là 240 triệu một mét. Đây. Hai nền này đều có quy cách xây dựng là một hầm, một trệt, hai lầu và một áp mái các bạn. Tiện ích nội khu của khu dân cư Him Lam này có trường Mầm non Tân Hưng, trường Quốc tế Việt Úc, trường Vita School. Trong bán kính khoảng 3 km thì chúng ta có siêu thị Lotte Mart, trung tâm thương mại SC Vivo City, trường Đại học Tôn Đức Thắng, trường Đại học Cảnh sát và trường Đại học Zermatt. Từ khu Him Lam đây các bạn đi sang khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng mình đi chỉ khoảng 2 km, còn các bạn đi lên trung tâm quận nhất mình đi khoảng 4 km các bạn. Và bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi tham quan hình ảnh của một căn nhà nó cũng có diện tích xây như này. Và sau này các bạn sẽ tham khảo để mình xây dựng căn nhà như vậy các bạn. Đây mình quay lại hình ảnh nền này. Nền này mình nhắc lại là tổng diện tích là 137,5m, ngang 7,5, dài 20. Kết cấu xây dựng là một hầm, một trệt, hai lầu và một áp mái. Nếu các bạn quan tâm vui lòng liên hệ với mình qua số điện thoại 0934 080 888 hoặc 0988 136 639. Và đây là mình đang đứng ở giao lộ đường số 5 và đường số 20 các bạn. Đây là ngôi trường Việt Úc này. Mình giới thiệu tới các bạn ngôi trường Việt Úc. Còn theo hướng đây là chúng ta đi ra đường Hoàng Trọng Mậu này. Kế bên trường Việt Úc chúng ta có nhà thờ giáo xứ An Phú này các bạn. Và đây là hình ảnh mẫu nhà của căn góc hai mặt tiền này các bạn. Đây mẫu nhà này. Mẫu căn góc hai mặt tiền này cũng có diện tích là 137,5m, ngang 7,5, dài 20m. Căn này đang xây dựng sắp hoàn thiện xong các bạn. Đây là hình ảnh của căn nhà này các bạn. Căn nhà đang thi công nên mình không vào bên trong được.
Mình giới thiệu tới các bạn hình ảnh bên ngoài. Mình nhắc lại cái nền góc nên là có tổng diện tích 137,5 m, ngang 7,5, dài 20 m. Hiện chủ nhà gửi mình bán với giá là 33 tỷ, còn thương lượng. Nếu các bạn quan tâm vui lòng liên hệ với mình qua số điện thoại 0934 080 888 hoặc 0988 136 639. Nếu các bạn thấy video của mình hữu ích, hãy cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Đây mình quay lại hình ảnh, đây là con đường số 5, thẳng con đường này mình ra đường Nguyễn Thị Thập nha các bạn.